Hôm nay, Hội đồng Dân tộc tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, dự phiên họp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn về thể chế, chính sách, tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả thiết thực chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu là để người dân thực sự được hưởng các quyền lợi từ chương trình, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào các dân tộc. Cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ, nhiều đại biểu đánh giá đây là chương trình nhận được nhiều kỳ vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, đến nay thì nhiều chính sách vẫn nằm trên văn bản giấy. Tới thời điểm báo cáo, sau một năm thực hiện, quyết định đầu tư chương trình chưa được phê duyệt. Việc chậm trễ này có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của chương trình trong cả giai đoạn. Các đại biểu đề nghị Chính phủ cần làm rõ hơn những hạn chế, từ đó có giải pháp đồng bộ để thực hiện chương trình trong thời gian tới.